Happy New Year, xin nén khoai lang, chúc mừng năm mới. Vâng, trong sự lựa chọn trái cây để mua trong dịp Tết, người dân Trung Quốc, nhất là người dân phía Nam Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, thích mua trái thanh long bởi vỏ bên ngoài màu đỏ. Ở Trung Quốc, màu đỏ gắn liền với lửa, tượng trưng cho hạnh phúc, phúc lộc, thành công, may mắn. Màu đỏ xuất hiện hầu hết trong các dịp lễ Tết ở Trung Quốc. Các năm trước thì thích, năm nay càng thích quả thanh long hơn. Bởi quả thanh long được người Trung Quốc đặt tên Hòa Lũng Của, từ Hán Việt là Hỏa Long Quả. Long, năm con giáp rồng, lại có thêm từ hỏa, lửa, nghĩa là phúc lộc, may mắn, hạnh phúc, nên càng thích. Cây thanh long cũng được ưa thích hơn để mua về chưng trong nhà. Ở đất nước đậm truyền thống Á Đông thì Tết người dân hay chúc nhau, tặng nhau những điều may mắn. Cũng vì thế mà thanh long được tặng nhiều hơn trong năm con rồng.